Chào tất cả các bác, chào tất cả anh chị. Hôm nay em quay video giới thiệu với mọi người cây bướm Kiều Châu. Đấy, cây năm cánh trắng. Năm cánh trắng mũi trắng. Đây mọi người nhìn nào. Cái này mắt nó lên. Đây. Có 3 bông. 3 bông anh chị. Đây là nhà em quay cái nền. Chỗ này là cỏ, à không phải là cỏ, cái này là cái gì, 10 giờ, đủ góc 10 giờ rất là nhiều. Quay ra cái phông này trông nó cũng hay. Đấy. Còn bình thường em hay dùng phông đen. Đây thì mọi người nhìn cái này nó là kỳ thôi anh chị, nhỏ mà. Kỳ nhỏ mà. Đấy, này, kỳ bé mà. Bé, rất là bé. Đấy. Thì cây này nó nở như này là mọi người nhìn cái thân nó rất là bình thường, không có vết chích chắc gì. Đấy, khá là dễ hoa và khá là đẹp. Cái cây bướm Kiều Châu này thì cây Kiều Châu, năm cánh trắng Kiều Châu hay bướm Kiều Châu ấy. Đây thì đây nó là một cái cây năm cánh trắng mũi trắng, mắt to và nó muôn hoa nó chưa được nét lắm, mắt nó chưa được nét, nhưng mà nét thì cây này rất là nhiều tiền. Nhưng đây là nó cũng là một dạng cũng khá là đẹp, năm cánh trắng mũi trắng, mọi người thấy không? Cũng rất là đẹp đúng không? Thì cái cây Kiều Châu này ấy, thì nếu như em biết thì là nguồn cây là của sổ của Vũ Tuấn Anh, là có tên là Phi Điều Lan, là cái người sổ ra cái cây và đặt tên cây Kiều Phi Yến ấy. Đấy, là cái này. Đấy là theo như thông tin em biết là như thế. Còn thì thực ra thì cây nào bây giờ thì chúng ta quan trọng là phải tìm được cái tên chuẩn, mua được hoa chuẩn, chứ còn ai sổ hay không thì chúng ta không quá quan trọng. Quan trọng chúng ta được mua đúng được cây và đúng cái mặt hoa. Thì đây là cái cây bướm Kiều Châu. Cái này thì thân lá của nó thì cũng không đặc trưng mấy anh chị ạ. Còn đương nhiên thì đa phần này những cái cây năm cái trắng thì đều là xanh sạch. Đa phần là như thế, anh chị nhìn động. Thân nó đa phần là xanh sạch. Thân xanh sạch. Thì nó cũng rất là khó nói, lá nó rất là dòng lá nhỏ. Không có gì đặc trưng quá. Thì nói về cây Kiều Châu này. Nhưng mà có cái là mọi người nhìn hoa mọi người có thể nhìn sẽ biết ngay. Đấy. Đây là cái cây năm cánh trắng Kiều Châu, cũng là một trong những cây rất là đẹp. Thì mọi người cùng ngắm nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau với những cây hoa lan khác. Em sẽ giới thiệu đến các anh chị, đến mọi người. Xin chào tất cả các bác. Xin cảm ơn. Đấy, mọi người cùng ngắm lại góc cạnh của nó một chút nhé. Cho em xin phép dừng video. Cảm ơn tất cả các bác.